xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao được mở ra nhằm là cầu nối để kết nối những ngôi sao cùng với các bạn fan của mình. Và ngày hôm nay, cũng như thường lệ, hãy cùng chào đón một bạn fan vô cùng đẹp trai. Đó chính là Hoàng Phi. Rồi. Hâm mộ ai mà đến đây? Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Phi, đến đây tham gia cùng chương trình Họ Hẹn. Hẹn Hò Cùng Sao. Ngôi Sao Cùng Hẹn. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cùng Ngôi Sao Hẹn Hò. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Anh nhớ rồi ạ, anh nhớ rồi. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Tự tin lên anh. Bữa nay mình gặp thần tượng, mình tự tin lên. Bỡ ngỡ quá, anh không biết là ngôi sao mình gặp sẽ là ai đây. Mà bình thường anh hâm mộ ngôi sao nào? Anh hâm mộ nhiều lắm á, chú Hữu Châu nè, thầy Thành Lộc nè, rất nhiều những nghệ sĩ lớn. Tất cả những người nào đều dạy được cho mình là mình hâm mộ hết. Anh có nghĩ là ngày hôm nay anh đến đây không phải với cương vị là một bạn fan để gặp gỡ một ngôi sao mà anh chính là ngôi sao không? Khùng quá, biên tập đâu có nói vậy. Không, anh là ngôi sao, tức là có hàng ngàn người đăng ký đến đây để làm fan của anh, và chỉ có một người được lọt vào trong dòng đặc biệt và ngày hôm nay đến đây để gặp anh. Hư cấu. Và ngày hôm nay đến đây để gặp anh. Hư cấu, tôi không có fan hâm mộ. Mọi người ơi, không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn fan với cái tình yêu thương dành cho Hoàng Phi của chúng ta. Hãy cùng gặp gỡ em ấy. Xin mời Hoàng Phi Hồng. Trời ơi, mình tính đi, mình tính. Tại vì em thích anh từ lâu rồi á, nên bây giờ mới được có cơ hội để gặp anh, để trò chuyện, để mình tâm sự á. Trò chuyện là... cây chân dạ. Vậy luôn á hả? Không, tại vì đó là cái tính cách của em. À, là em thích những cái hành động mạnh mẽ như vậy á hả? Dạ. Nhưng mà anh đừng sợ em nha. Đây là fan hâm mộ hả? Fan hâm mộ của anh đó. Chào em. Em tên gì? Em tên là Thảo. Em là cái gì Thảo ta? Em là Đông Thị Ngọc Thảo. Anh tên là Lê Hoàng Phi. Dạ, em còn biết giáp nem của anh là chúng 13 nữa. Anh sai khi 2 năm của anh đã vì bạn bè mất tất tả. Và anh sai khi 2 năm anh đã để tình cảm đôi ta như được gấp thả. Biết nhiều quá vậy. Biết nhiều quá vậy. Dạ. Bây giờ mình lắng nghe Thảo chia sẻ một tí thôi. Là Thảo yêu thích anh Lê Hoàng Phi như thế nào? Dạ, em thích anh Lê Hoàng Phi là từ khi mà em biết đến anh Phi là đóng vai chú Cụi trong phim Cổ Tích Việt Nam. Ôi, tuổi thơ ùa về. Lâu lắm rồi đó. Khoảng đó hình như là anh lớp 3, lớp 4 gì đó. Còn đó là vai đầu tiên anh có thoại á. Dạ, và thứ hai nữa là em thích anh ở cái chỗ là anh là một người rất là đơn giản. Và anh giống như là anh làm việc trong cái giới nghệ thuật nó rất là giản dị, đơn giản. Một cái cuộc đời nghệ thuật bình bình đúng không? Cái này không phải là một lời khen nha anh nha. Đau quá, bạn khán giả này khen đau quá. Thật sự là ngày hôm nay không chỉ có Thảo đâu. Thảo là một bạn fan đến đây để ủng hộ cho anh Phi. Nhưng mà thật ra là Huy cũng là một người rất là theo dõi anh Phi rất là lâu. Từ cái lúc là tham gia những cái chương trình mà dẫn cùng với Khởi My. Cùng với Khởi My. Bây giờ thì ảnh có vẻ già hơn ngày xưa rồi. Em đừng có nhấn mạnh với già đâu. Ảnh chững chạc và điềm đạm hơn ngày anh xưa. Chững chạc và điềm đạm hơn ngày xưa rồi. Nhưng mà bây giờ chương trình của mình thì ngày hôm nay cũng năng động vui vẻ thôi. Ok Huy, ok Huy. Đó, dạ. Cho nên là mình cần cái sự năng lượng của anh trở lại như ngày xưa. Rồi, ngày hôm nay thì Thảo đến với chương trình của chúng ta để xem là Thảo sẽ hiểu hơn về thần tượng của mình như thế nào qua phần đầu tiên. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Trước khi đến với vòng 1, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đường chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đang có mặt tại vòng 1 của chương trình ngày hôm nay. Ở vòng này thì bạn Thảo sẽ có cơ hội thể hiện là mình yêu thích Hoàng Phi như thế nào, hiểu rõ hơn về thần tượng của mình. Thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, trả lời là có hoặc không.
Nếu như trong 5 câu hỏi Thảo có thể vượt qua được 4 trên 5 câu thì có thể là sẽ được yêu cầu Hoàng Phi làm một thử thách mà mình mong muốn. Còn nếu ngược lại, nếu như không vượt qua được 4 trên 5 câu thì Hoàng Phi sẽ có cơ hội hành hạ bạn Thảo. Có cơ hội hả? Có cơ hội nha. Anh muốn dùng chữ vinh dự. Vinh dự. Có vinh dự để hành hạ. Vinh dự để hành hạ bạn bạn Thảo nha. Tại vì bạn ấy không hiểu mình. Và đặc biệt dành cho Thảo nữa, khi mà bạn trả lời đúng được một câu thì bạn sẽ có cơ hội đặt một câu hỏi cho anh Hoàng Phi để Hoàng Phi trả lời bạn ngay lập tức. Dạ. Chúng tôi sẽ có hai tấm bảng với những câu hỏi có hoặc không. Nếu như sau 3 tiếng đếm 3, 2, 1 mà không đưa đáp án thì coi như câu trả lời đó là sai. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa lên đáp án. Trong lúc tôi đọc câu hỏi hãy nghĩ câu trả lời trong đầu. Dạ. Đây, xin mời của Thảo. Mong là MC đọc chậm nha để mình còn có thời gian suy nghĩ nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên. Khi chạy xe máy trên đường, Hoàng Phi có hay hát không? Có hay hát không? 3, 2, 1. Vâng, là như mọi người đã thấy thì đây là một đáp án chính xác à. Dạ. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn. Thường những cái bài hát mà anh hát lúc chạy xe là những bài không bao giờ anh dám hát. Anh hay bị thoại kịch bản nữa. Ví dụ có những cái câu thoại đó trong kịch anh thấy chưa suông, anh chạy ngoài đường đó anh thoại. Trời, cô phải biết là tôi thương cô mà. Cô phải biết là tôi thương cô mà. Thì nói xong nó phát hiện ơi, ở đây đèn đỏ mà. Em đèn đỏ. Thì cái người xung quanh người ta rất ý nhị, người ta nhìn qua. Vâng, vừa rồi là qua một cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu này có vẻ là khá đơn giản. Thì bây giờ em có một cơ hội hỏi anh Hoàng Phi ngay bây giờ. Em tò mò cái câu này lâu lắm rồi mà giờ em mới có cơ hội để được hỏi anh đó. Không biết là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi á? Đây cũng là một trong những câu tôi ngại trả lời. Đã trải qua bao nhiêu mối tình hả? Dạ. Chắc là phải trên dưới 10 người. Trên dưới 10 người. Trên dưới 10 người. Từ nhỏ tới giờ. Wow. Tại vì thật ra anh rất ít chia sẻ đời sống riêng tư của mình lên trên, dạ, lên trên mạng xã hội hay gì đó. Tại vì anh không muốn mọi người nhìn vô anh và xem xét cái chuyện đời tư của anh trước. Anh muốn cái hiệu quả công việc của mình mang tới khán giả nhiều hơn. Anh muốn nhắc tới Hoàng Phi là nhắc tới những cái sản phẩm, những cái điều mà Hoàng Phi làm với cái nghề của mình, với cái công việc của mình, chứ không phải là những cái rắc rối xung quanh. Tại vì anh không phải là một người mạnh mẽ. Khi mà kết thúc một cái chuyện gì đó anh cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ đau lòng rất là lâu. Cho nên khi mà mọi người biết nhiều quá thì họ sẽ hỏi. Họ quan tâm thôi, họ chỉ quan tâm, họ đâu có làm sai. Anh làm gì cũng bằng cảm xúc, bằng cái đó. Cho nên khi mà cái cảm xúc đó tới anh sợ lắm. Nó làm cho anh bị mông lung, bị mất tập trung. Dạ. Nhưng nó cũng hỗ trợ cho anh rất nhiều về cái nghề của mình. Ngày trước anh khi mà anh chưa thất tình, anh chưa đau đớn vì mặt tình cảm, anh diễn một cái vai yêu thương, chia tay, hời hợt lắm em. Anh có thể diễn cái đó bằng kỹ thuật. Dạ. Để cho khán giả coi và hiểu được cái chuyện đó là anh này đang thất tình. Nhưng khi mình trải qua cái chuyện đó thật sự rồi, cái nỗi đau nó có trong người mình rồi, thì khi anh diễn lại những cái cảnh đó nó đau đớn nhiều lắm. Từ đó anh không ghét cái cảm xúc đó nữa. Hết rồi. Câu hỏi em để dành lấy em hỏi tiếp. Bây giờ mình đến với câu hỏi thứ hai nha. Hoàng Phi có từng âm thầm giành lấy cơ hội của bạn thân? 3, 2, 1. Có hay không? Tại sao em nghĩ anh Phi là một người giành lấy cơ hội của bạn thân? Em nghĩ là giống như là khi mà một con người á, từ bé đến lớn á, thì chắc chắn là họ sẽ có những cái cảm xúc hai mặt á. Ganh đua đó. Dạ đúng rồi. Ganh tị đó hả? Dạ, ai cũng sẽ có hai mặt. Anh Phi đã đưa tấm bảng có rồi đó. Như vậy là chúng ta có thêm một câu hỏi rồi đó. Bây giờ mình xem là cái câu chuyện của anh Hoàng Phi như thế nào nha. Đó là hồi học lớp hồi cấp 3 thì anh và cái anh bạn đó chơi rất thân với nhau. Thì cả hai cùng thích một cô bạn. Nhưng quan trọng là cô gái ấy thích anh. Phi nghĩ là cô gái đó thích cả hai. Cô coi tư, cả cô hai tư. Như người bạn. Cả hai. Và anh đã làm một cái điều sợ hãi nhất. Mà nếu cái điều đó nếu mà sai lầm chút xíu nó sẽ mất hết tất cả mọi thứ. Đó là anh tỏ tình với cái cô gái đó. Anh lấy một tờ giấy đôi ra và viết anh yêu em. Anh viết hai tờ giấy đôi như vậy và anh đưa cho bạn đó. Và bạn đó cảm thấy tự nhiên nói gàng chi vậy, tôi cũng thích bạn mà. Cái hai người cái một cái mối tình học sinh thôi. Sau khi anh phải đi học nội trú, anh chuyển trường thì cái mối quan hệ đó nó kết thúc. Và cái người bạn của anh là người bên cạnh cô gái đó. Và họ lại tìm ra được
cái hạnh phúc thật sự của họ. Và bây giờ họ cưới nhau, họ có một bé gái cực kỳ xinh xắn. Một cái kết thật, anh nghĩ là thật sự thú vị đối với những người nhiều tình cảm nha. Thảo ơi, em đã chuẩn bị sẵn câu hỏi chưa? Chưa hỏi hả? Chưa. Nãy giờ là Thảo chưa có hỏi, hồi nãy là anh chỉ mới kể một cái câu chuyện thôi. Lanh lắm nha Phi, chia sẻ nhiều lắm nha Phi. Lanh lắm nha, chưa tới câu hỏi nha. Sao em? Dạ là sau này á, anh có những cái dự án nào mới trong cái sự nghiệp diễn xuất của anh hay không á? Anh vẫn đang chờ những cái vai để người ta dành cho mình. Dạ. Ví dụ như là những cái vai phản diện nè, những cái vai người tốt nè. Phước Ngáo là cũng là một trong những cái hình ảnh mà anh mang tới cho khán giả. Anh không mong chờ điều gì hết. Tất cả mọi cái vai nó đều tới và nó đều mang lại cho mình một cảm xúc khác nhau. Nó ập tới lúc nào thì mình sẽ dùng cái năng lượng của mình ngay lúc đó, cái cảm xúc và cái hiểu biết của mình ngay lúc đó để mình sử dụng cho cái vai diễn đó. Anh tin là những cái người làm phim họ có kinh nghiệm hơn mình, họ có nhìn tốt hơn mình, họ sẽ định hướng cho mình được cái điều đó. Hết câu. Hết câu đúng không em ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa nha. Okay. Và nãy giờ là mình đã được hai câu rồi. Ota. Tiếp theo nha, Hoàng Phi có từng làm một điều xấu hổ ở nơi công cộng hay không? Có hay không? 3, 2, 1, lên! Tại sao em lại nghĩ là anh Hoàng Phi có làm một cái điều xấu hổ? Em nghĩ điều đó là gì? Em nghĩ điều đó là gì á hả? Wow. Thôi bây giờ tại sao em nghĩ là có đi? Tại vì bản thân em cũng có và em nghĩ là tất cả mọi người ai cũng sẽ có. Đúng. Thấy chưa? Đúng. Ai cũng có làm những cái chuyện xấu hổ ở ngoài chỗ đông người. Cái điều mà Phi cảm thấy xấu hổ nhất đó là khi mà Phi đi diễn ở sân khấu thì các bạn biết mà thay đồ thay đạt ra diễn mọi thứ nó gấp lắm, trên sân khấu mọi thứ nó gấp lắm. Thì có một lần Phi diễn và Phi chưa kéo sẹt vào tia thì mình vẫn bước ra ngạo nghễ với khán giả diễn xuất và khán giả cứ cười rút rít mà mình không biết là cười chuyện gì. Mình cứ nghĩ là chắc tại vì mình diễn những cái lớp trước nó giao đãi nó thú vị quá khán giả mới cười như vậy. Cho đến khi nó gần tới cái đoạn bi thì đó Phi mới phát hiện ra là ai cha dây kéo chưa kéo, thì Phi mới lật đật quay vô trong và thao tác rất là nhanh để khắc phục cái chuyện đó. Thì càng khắc phục thì nó lại càng rối và nó không những nó hư cả dây kéo mà nó còn hư luôn cả nút và dây nịch ở trên nữa mọi người. Và cảnh đó, nguyên cảnh đó Phi không có ngồi, Phi không có đứng được và Phi chỉ có thể ngồi diễn thôi. Nhưng mà may là khán giả cũng rất là thông cảm cho điều đó. Và mừng nhất là cái sự rắc rối nó không ảnh hưởng tới cái đường dây chung của cái lớp kịch đang xảy ra cho nó. Nếu mà cái điều đó xảy ra chắc Phi sẽ còn hối hận rất nhiều nữa. Rồi bây giờ em biết là tới phần gì không? Dạ, trả lời câu hỏi. Sao? Hỏi gì đây? Dạ, bạn Đồng Thị Ngọc Thảo. Em muốn hỏi là tại sao anh lại đặt nickname của anh là chú 13? Bên rap có mấy bạn, có cái bạn tên là chú Ba là Đạt Mania. Thì anh thấy cái tên nó cũng dễ thương. Cái kiểu, ê Đạt bây giờ mình đi kiếm thêm một đứa nữa tên là chú 10 đi. Rồi ba anh em mình kết hợp lại thành một cái nhóm nhạc tên là chú 3, chú 10, chú 13. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn chưa xuất hiện chưa chú 10. Chưa có chú 10. Chưa có chú 10. Như vậy là mình đã ba câu trả lời liên tiếp chính xác rồi. Câu khó đi Huy, anh không muốn bị phạt đâu Huy. Anh muốn phạt bé này Huy ơi, câu khó đi à. Tiếp tục nha. Đã bao giờ Hoàng Phi tạo nick clone để comment điều không tiện, comment bằng Facebook chính hay chưa? 3, 2, 1, trả lời. Đã bao giờ Hoàng Phi tạo nick clone để comment điều không tiện, comment bằng Facebook chính hay chưa? 3, 2, 1, trả lời. Một đáp án chính xác nữa à. Xin chúc mừng Thảo. Thôi bên đây nhìn bài rồi, làm gì có vụ mà đúng liên tục vậy. Thôi bên đây có nhìn bài rồi. Không, anh Phi, em phải công nhận bạn này, bạn này có nhìn ánh mắt luôn, nhìn về phía em và suy nghĩ. 3, 2, 1, trả lời. Hết giờ để đưa cái bảng lên thôi, không nhìn qua bên anh. Vậy là đúng rồi, tại anh nhìn bạn anh mới biết chuyện. Anh nhìn bạn mà anh không né nha. Không tại nhưng mà anh là người trung thực. Anh không có nói xạo được. Anh là người trung thực, ok em chấp nhận điều này. Rồi bây giờ tại sao là Thảo lại nghĩ như vậy? Dạ, tại vì em nghĩ là khi mà người ta làm nghệ thuật từ nhỏ đến lớn á, thì người ta sẽ không có
kiểu đi gảnh gỗi mà đi tạo nick ảo rồi đi comment tùm lum tùm la tùm bậy tùm bạ. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi hả? Dạ em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng mà bản thân em thì em có như vậy. Em có không? Dạ có. À em có như vậy hả? Em dạ. Có như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để hỏi một câu hỏi nữa. Ok ok. Rồi bây giờ mời em đến với câu hỏi của mình, anh sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của em đây. Ờ, anh tính là kế hoạch tương lai của anh là khi nào anh sẽ lập gia đình? Ủa, anh sao vậy? Anh sao vậy? Mỗi lần anh nghe gì bắt cười, anh này cười lớn lắm. Anh tưởng mấy câu này Tết nhất mới hỏi rồi chứ. Tại sao, tại sao lại cười lớn như vậy? Chừng nào cưới hả? Dạ. Hy vọng ba mẹ không coi này. Thật ra thì cưới dễ mà. Muốn cưới thì cưới thôi. Nhưng vấn đề là chưa, có vẫn là một cái hạn mức mà anh vẫn không dám nghĩ tới. Anh vẫn chờ thôi, mình vẫn chờ một người con gái nào đó phù hợp với cái tính cách của mình, hiểu cái công việc của mình. Những cái người con gái anh quen đôi lúc họ bị chia sớt quá nhiều cái thời gian riêng tư với công việc. Anh bị lẫn lộn giữa công việc và tình cảm, cho nên anh này có thể có những lúc anh chấp nhận có khi gạt qua luôn, đi ra chỗ khác, chỗ đang làm việc tới mức độ vậy. Và tới lúc mà anh làm việc xong anh cũng quên mất tiêu là mình đã từng nói vậy luôn. Đôi lúc mình làm tổn thương người ta mà mình không hề biết. Cho nên anh nghĩ là sẽ còn rất lâu nữa anh mới có thể tìm một cái bến đỗ yên ổn cho bản thân mình. Hy vọng là cái ngày tốt đẹp đó sẽ đến sớm. Và nếu đến thì anh sẽ báo cho em liền. Ok? Em sẽ đến. Rồi, ok. Thôi để anh trong cái lúc này đang buồn á, mình qua một cái câu hỏi mới cho nó vui đi chứ để không thôi Phi. Thôi mà mình đến câu hỏi mới rồi ạ. Phi ơi, mình đến câu hỏi mới năng lượng hơn ạ. Hỏi đi ạ. Không hỏi tình yêu nữa nha. Em cứ chạm vào nỗi đau của anh Phi. Không hỏi tình yêu nữa nha, không hỏi tình yêu gia đình nữa nha. Người ta biết tôi ế, tội tôi. Đây, một câu hỏi cuối cùng. Trong lúc ngủ cùng người khác, Hoàng Phi có hay vô thức cuộn hết chăn quanh mình hay không? 3, 2, 1, lên. Rất vui ạ. Đây là một đáp án không trùng khớp hả? Trời ơi, may quá, cuối cùng vẫn thoát được câu hỏi cuối cùng à. Anh định đưa cái này đó, tại vì cái câu trả lời của anh thì trái phải gì nó cũng đúng hết á. Anh có lấy chăn, nhưng không vô thức. Nope. Nó có chủ đích. Có chủ đích. Nó thức dậy, suy nghĩ và quấn chăn của người khác. À. Cho nên là anh đã chọn dấu ích. Đúng. Tức là anh không vô thức. Không vô thức, anh cố ý. Và nhất là cái giai đoạn mà anh ở chung với La Thành và anh Đức, tụi anh có những cái thế ngủ kỳ lạ. Tại ba người ngủ chung thì cả ba đều có cái tật là ngủ xong thức dậy mặt anh sẽ đối diện với chân của Thành. Hình tam giác không anh? Chân của Đức sẽ nằm ở trong tủ lạnh hay gì đó, đại loại là vậy. Tôi ngủ quay mà quay như là la bàn vậy đó. Và không bao giờ mà mền gối được đàng hoàng hết. Sau cái khoảng đó tụi anh bị bệnh nhẹ và không giờ ở chung với nhau nữa. Hò quá, tối ngủ lạnh quá, không bao giờ được mền gối đầy đủ đó. Và anh nghĩ là cái cuộc sống khổ sở đó nên được kết thúc. Và tụi anh quyết định tách nhau ra, không ở chung với nhau nữa. Thích quá trời thích được, ngày hôm nay nghe quá trời câu chuyện, rất là nhiều câu chuyện. Hên quá, câu cuối sai chứ câu cuối mà đúng là dễ bắt bài lắm nha Phi. bây giờ con câu cuối có đúng hay sai nó không còn quan trọng nữa. Ủa sao vậy? Tại vì 4 câu đã trả lời chính xác là Thảo đã có một cơ hội để yêu cầu Hoàng Phi sẽ làm một điều gì đó. Rồi. Ok, tôi thua. Thảo sẽ có một yêu cầu cho anh Hoàng Phi. Em sẽ quyết định là anh Phi hãy gác một cái bài nào đó mà anh ấn tượng hoặc là anh có một cái ký ức đặc biệt gì về nó. Ok, nếu vậy thì anh sẽ có một cái bài rap duy nhất của anh. Duy nhất của anh. Sự nghiệp rap của tôi nhiều bài lắm, 2 bài. Một bài rap duy nhất mà anh nhớ. Không nha. Duy nhất của anh nhưng mà lời là anh không nhớ nha. Bài đó được thu kỳ cục lắm, anh thích cái bài đó lắm. Anh thích cái bài đó có tên là 2 năm của rapper Táo nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nhạc đó nha. Tại vì đây là một cái yêu cầu bắt buộc rồi, cho nên mình okay. Phải thực hiện. Anh thích vô chỗ nào anh vô à? Anh sai khi 2 năm qua anh đã vì bạn bè mà đã tất tả. Và anh sai khi 2 năm qua anh đã để tình cảm đôi ta như được gấp thả. Anh sai khi cho người con gái anh yêu là em đã phải chịu nhiều vất vả. Nhưng anh đúng khi đối mặt với mọi người anh nói có em là có tất cả. Ta đã có nước mắt thắt nụ cười và bao nhiêu là gian khó. Nhưng ta quên là sự em cần là sự quan tâm khi ta không có trong thời gian đó. Em muốn ta quên dù một tình nhân, nhưng ta vẫn cứ mãi quên hoài là... Hay, đang hay. Mọi người, đó là cái điều mà tôi nói, cái sự nghiệp âm nhạc của tôi nó kết thúc bởi vì tôi đếm không được nhịp. Không, nhưng mà cái flow của anh rất lạ.
rất đó, ok. Cái gì nó lạ quá cho nên bây giờ kêu anh đọc lại anh cũng không nhớ cái flow đó đúng là rồi, của mình đúng hay rồi. Không. Nó sẽ rất anh, là khó. Anh bị cái đó cho nên mấy ông rapper bạn kêu ông chỉ là nghệ sĩ phòng thu thôi, không diễn live được đâu anh Phi ơi. Okay. Đúng đúng đúng. Về nhà em chắc chắn sẽ nghe lại cái đoạn đó. Xem nó ra gì. Ở phần thi đầu tiên này thì Thảo cảm thấy như thế nào? Em dạ. có hài lòng không? Dạ em khá là hài lòng. Khá thôi hả? Dạ. Mẹ bao nhiêu cố gắng của tôi với Quỳ nãy giờ mà bạn đó chỉ khá hài lòng thôi nha mọi người. Khá là hài lòng. Vẫn là khá. Vẫn là khá thôi à. Vẫn khá là hài lòng. Vẫn dạ, là khá. Nhưng mà rất là tuyệt vời ạ. À. Luôn được rồi. Vậy là được rồi mà. Ừ, vậy là được rồi. Thế thôi anh mới trả thù liền không Quỳ. Nói chung là mình đã vượt qua được cái vòng đầu tiên mà mình thành công mỹ mãn rồi. Và bây giờ mình sẽ đến với phần thi thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách. Nhưng mà thử thách lần này là sẽ cùng nhau để có thể vượt qua. Bình thường anh có hay tập thể dục không? Anh tập thiên về cơ tay, anh hay tập động tác kiểu chủng tủ. Chúng tủ rồi anh ơi. Chúng tủ. Ngày hôm nay như mọi người đã thấy thì trước mặt chúng ta đây là một chiếc bánh được treo lơ lửng. Làm thế nào để diễn viên Hoàng Phi có thể ăn hết chiếc bánh đó? Dễ à, nghe rất đơn giản à. Rất đơn giản, chúng ta sẽ đến với chi tiết hơn à. Trong khoảng thời gian 3 phút, nhiệm vụ của Hoàng Phi sẽ phải quỳ gối ở đây. Chúng ta sẽ dùng lực chân để bật nhảy nhấc hai cái đầu gối lên khỏi mặt sàn. Và nhiệm vụ của Thảo là sẽ nhanh tay đưa những chiếc thảm này vào. Đây, mỗi lần một miếng thảm cho đến khi nào mà... Đây, em nghĩ là cỡ này là Hoàng Phi có thể chạm được chiếc bánh và ăn hết được chiếc bánh này trong khoảng thời gian 3 phút. Chúng ta có thể suy nghĩ, tính toán xem ai có khả năng bật cao, ai có khả năng nhanh tay đưa cái thảm này vào. Chiến thuật của anh Phi có thể gấp cái thảm này lại và đưa vào. Thì anh nghĩ là Thảo sẽ là người quỳ gối ở đây để ăn chiếc bánh này. Em nghĩ sao? Không, anh sẽ không để người hâm mộ của mình làm những chuyện cực nhọc như vậy. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chơi này nhé. Và bây giờ thì Hoàng Phi đã tới chơi vui lắm nha mọi người. Tới không có chút gì phạt hết á. Ai tới chơi cũng vui. Rồi, bây giờ xin mời Thảo sẽ trở vào vị trí của mình ạ. Lúc anh nhảy lên em phải ráng nhét vô cho kịp nha. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy thể hiện quyết tâm của mình trong trận đấu này đi ạ. Yes. Yeah. Tôi chấp nhận thử thách này, ba cái bánh này mà làm khó tôi được cái gì. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, hay quá. 1, 2, 3, 2, tiếp nè. Rất nhịp nhàng. 2, 3, tiếp rất nhịp nhàng. 2, 3, rất nhịp nhàng. Cái nữa nè. Rất nhịp nhàng. Chưa, nhiều nữa nha. 1, 2, rất nhịp nhàng. Tiếp nè. 2, 3, cái nữa. 2, 3, rất nhịp nhàng. Chưa. Mọi thứ đang rất là... 1, 30 giây thôi. 2, 3, cái nữa nè. 2, 3, em nghĩ là đẩy hết tấm thảm kia đi rồi mình ăn một thể. 2 cái nữa, ăn cho nó khỏe. 1, 2, 3, 2, 3. Em nghĩ là đủ chỉ mới có 1 phút rồi, chúng ta còn thời gian. À, cả này ăn được rồi. À, cả này ăn được rồi. Vấn đề là mình phải ăn và nuốt hết cái bánh này ạ. Em tin anh làm được ạ. Rớt mình sẽ làm lại từ đầu ạ. Thời gian đang trôi ạ. Vẫn chưa hết bánh, vẫn chưa... Vẫn hết ạ. Hết và hút sáo được ạ. Bánh thì còn nhiều quá ạ. Hút sáo ạ. Wow, xin chúc mừng. Trời ơi. Không, anh khỏe lắm. Mấy chuyện này làm khó gì được anh. Được không anh? Được, bình thường. Được không anh? Anh luyện tập còn nặng hơn mấy này nhiều nữa. Mấy này nó bình thường. Bây giờ mình đứng thẳng lên đi anh. Mình đứng thẳng lên mình nói chuyện nè. Rồi mình di chuyển qua bên kia đi ạ.
Không sao, mọi thứ đang rất là êm ả đối với Hoàng Phi. Như vậy là thời gian hoàn thành thử thách của Hoàng Phi và bạn Thảo đó chính là 3 phút nhưng không sử dụng hết à, chỉ 2 phút 30 giây thôi à. Xin chúc mừng. Và anh Phi, anh cảm thấy như thế nào về thử thách của chương trình ngày hôm nay dành cho anh? Còn dễ lắm nha em ơi, còn kiếm gì khó hơn nha. Xích ra đi, đừng đứng gần người chiến thắng quá à. Đứng xích ra chút xíu à. Bây giờ mình sẽ đến với phần thưởng dành cho hai người chơi. Bây giờ chúng ta sẽ có phần thưởng dành cho người chiến thắng, một voucher ăn uống tại Tasty Kitchen. Xin mời Hàng Phi, anh sẽ dành tặng món quà này cho bạn Đồng Thảo ạ. Nói chứ Tasty này ngon lắm nha. Rất nhiều nghệ sĩ sử dụng sản phẩm này nha. Rồi. Còn em vẫn còn phần quà của anh nữa đúng không? À, vẫn còn phần quà. Anh rất hy vọng là được gặp em tại sân khấu kịch. Anh sẽ dành tặng cho em 2 cặp vé, 4 vé. Bất kỳ cuối tuần nào mà em cảm thấy là ô em muốn coi kịch. Dạ. À, em chỉ cần nhắn tin cho anh. Anh Phi ơi, em muốn coi kịch vào ngày đó. Anh sẽ gửi 4 cặp vé đó ở sân khấu và mời em cũng như gia đình đến xem. Dạ. Anh cực kỳ thích đó, tại vì cái đó là cái niềm đam mê duy nhất hiện giờ của anh. Dạ. Cho nên anh mong là em cũng sẽ thích cái món quà này. Và ngày hôm nay thì em cảm xúc của em như thế nào khi mà từ đầu đến giờ được đồng hành cùng với thần tượng của mình? Dạ, em cảm thấy thấu hiểu những cái người làm nghệ thuật, người ta cực khổ như thế nào để đạt được cái sự thành công ngày hôm nay. Và em cũng thấy hiểu được anh Hoàng Phi hơn hồi trước. Em hỏi và anh cảm thấy trả lời cái câu hỏi của em rất vui. Anh trả lời trong cái sự hân hoan để có thể chia sẻ những cái điều. Và anh nhận ra là ê đúng rồi nha, bạn đang giấu mình quá nhiều, bạn nên mang bản thân ra với khán giả nhiều hơn, chia sẻ những cái việc bạn làm nhiều hơn để các bạn, những cái bạn khán giả yêu mến mình có thể theo dõi được mình. Em làm cho anh nhận ra điều đó và anh nghĩ là sau đợt này về anh sẽ có những thay đổi khá lớn với cái việc mà giữa nghệ sĩ và tiếp xúc với lại khán giả hâm mộ của mình. Anh nghĩ anh sẽ thay đổi điều đó nhiều nhờ em. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Đồng Thị Ngọc Thảo. Dạ. Vâng ạ, cảm ơn bạn Đồng Thảo ngày hôm nay đã đến với chương trình. Và cảm ơn anh Hoàng Phi đã chia sẻ rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc đó chính là 13 giờ 15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thú vị, một cô gái rất là thú vị, rất năng động, rất sáng tạo, không có ngại chia sẻ những cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy rất là vui, một cái năng lượng rất là tích cực. Khi mà nhìn anh ấy thì rất là ngầu, nhưng mà khi mà mình tâm sự với anh ấy thì mình thấy rất là sâu sắc và biết suy nghĩ đến mọi người.